Mình là Nguyễn Thị Phương Thảo, sau đây mình sẽ quay nguyên âm A bướm. Thứ nhất là về lý thuyết, hạ hàm xuống này, khẩu hình miệng căng hết cỡ sang hai bên này, đầu lưỡi chạm mặt trong răng hàm dưới. Phát âm A trong tiếng Việt chú ý không cong lưỡi lên khi tạo âm. A A A A. Sau đây là các từ buồn. A A sad sad sad. Từ cái chảo. A A A pan pan. Từ bản đồ. A A map map map. Từ vòi nước. A A A tap tap. Từ con chuột. A A rat rat. Từ trái táo. A A apple apple apple. Từ câu trả lời. A A answer answer answer. Từ nổi giận. A A A A angry angry. Từ đẹp trai. A A handsome handsome handsome. Từ thói quen. A A A habit habit habit. Từ ví dụ tôi. A A bad example bad example. Từ thói quen xấu. A A habit habit bad habit bad habit. Từ diễn viên nam đẹp trai. A A handsome actor handsome actor handsome actor. Thử cơ hội cuối cùng. A A last chance chance last chance.